Hi, chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ trải qua 120 giờ biến đổi thành quái vật hư cao cổ Zunomaly. Chuyện kinh hoàng gì đã xảy ra với tôi? Tại sao tôi lại biến đổi như thế? Bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi. Mẹ kiếp, có kẻ tới ăn cắp đồ của chúng ta kìa. Anh em đâu, bao vây nó lại. Không phải đâu, dừng lại đi. Tôi không có ăn cắp đồ. Tôi chỉ ăn những lá cây ở trên cao thôi mà. Cấm mồm, mọi cái cây còn có ở nơi này là của bọn tao. Bọn tao đã bỏ ra xương máu để đánh chiếm được. Mày to gan dám vào tận nơi này thì mày phải bị xé xác để đền tội. Không, không, các người làm gì mà dữ vậy? Các người không cho ta ăn thì ta đi nơi khác để ăn. Tại sao các người lại đòi xé xác ta chứ? Bởi vì đây là luật do loài sói bọn ta đặt ra. Nếu không có luật này, mọi sinh vật sẽ xem nơi đây là cái chợ. Thích vào thì vào, thích ra thì ra mất. Anh em đâu, mau tiến lên, xé xác nó nào, sẵn lấy bộ lòng của nó cúng ông địa luôn. Cô Kim, tránh xa ta ra, tránh xa ta ra. Chào các bạn. Ở những giây phút ban đầu, tôi là một chú hưu cao cổ bình thường. Tôi không cha, không mẹ, cũng đã lạc bầy, nên lẻ loi đi một mình tìm kiếm thức ăn. Tôi hay ăn những tán lá cây ở trên cao, và ngày hôm nay vô tình lạc vào khu rừng của loài sói. Bọn chúng xích một tí nữa thì đã xé xác tôi rồi. Cũng may tôi nhanh trí vùng vẫy và thoát chạy được. Tôi cắm đầu chạy mãi trong đau đớn và buồn bã. Mẹ kiếp, cái lũ ngu ngốc này để cho con hưu cao cổ nó chạy thoát rồi. Cuối cùng cũng đã thoát được. May quá. Đau quá. Bọn khốn, tránh ra khỏi cơ thể của ta. Gì ở đằng kia vậy? Là một lũ xác sống đang tấn công một sinh vật nào đó hay sao? Không phải chuyện của mình. Thôi mình đi thôi. Nhưng không được. Nhìn sinh vật tội nghiệp đau quá. Cũng giống như mình, mình không thể đứng nhìn. Mình phải cứu nó. Sau khi chạy thoát được lũ sói dữ tợn thì tôi chợt bắt gặp một cảnh tượng hết sức đau lòng khác. Một bầy zombie đang cố gắng cắn một sinh vật quái lạ nào đó. Tôi tiến lại gần thì thấy sinh vật đó vô cùng đau đớn và bị thương rất nặng. Không thể nào kìm lòng được nữa. Tôi nghĩ tới cảnh một mình lẻ loi cô đơn giống như tôi. Tôi cũng quyết cứu sinh vật đó. Tôi vung chân của mình lên, đâm vào những con zombie khốn kiếp kia, khiến bọn chúng lăn đùn ra chết và cứu được sinh vật quái lạ này. Thoải mái quá. Cảm ơn người, một chú hưu cao cổ đã cứu ta. Không có gì đâu. Sao trong người quái gì kỳ lạ vậy? Người rốt cuộc là thứ gì? Đừng sợ, ta là một quái vật thỏ Zunomaly. Ta cùng các đồng đội của mình bay khắp mọi nơi, giúp đỡ những sinh vật yếu đuối khác. Nhưng không may, ta chống lại một con ác quỷ. Nó mạnh quá, làm ta bị thương, té gục xuống nơi đây. Thì lũ xác sống nhân cơ hội này cảm nhận cơ thể của ta. Cảm ơn cậu đã cứu ta. À đúng rồi, cậu có mong nguyện gì hay không? Hãy nói với ta, ta sẽ đền đáp cho cậu. Có thật không? Tôi muốn mình mạnh mẽ hơn. Tôi đi kiếm thức ăn, không có kẻ nào có thể bắt nạt được tôi. Được rồi, khi đồng đội tôi tới đây rước tôi về, tôi sẽ bảo họ ban cho cậu một sức mạnh to lớn. Tôi tưởng đầu đó chỉ là một lời hứa vu vơ, nhưng thật không ngờ sau đó trên bầu trời đã xuất hiện một vật thể bay hình tròn. Vật thể bay này đã chiếu một luồng ánh sáng chói lọ xuống phía dưới, khiến tôi rất khó chịu. Nhưng khi nhìn thấy lại mọi thứ thì đã không thấy vật thể bay đó cùng với sinh vật thỏ kỳ quái kia. Lúc này ngó xuống cơ thể tôi thì tôi đã biến thành một thứ quái vật màu hồng vô cùng dữ tợn và to lớn. Tôi rất vui vì tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi. Được lắm, vậy thì tôi có thể đi khắp mọi nơi, ăn những thứ gì mà mình thích, không sợ bất cứ kẻ thù nào nữa. Và đúng, đây là sự thật, không phải mơ. Tôi bây giờ có thể đi mọi nơi, ăn bất cứ lá cây nào mà tôi muốn. Những lá cây non, những lá cây to và những lá cây nhỏ.
tôi đều cho vào miệng ăn sạch sẽ. Lũ động vật dữ tợn khi thấy tôi xâm nhập lãnh địa của bọn chúng cũng hù ra tấn công tôi. Nhưng bây giờ bọn chúng đối với tôi giống như là muỗi đốt inox vậy. Thậm chí tôi tàn sát luôn bọn chúng và ăn lấy thịt của bọn chúng. Cứ như thế, tôi cảm nhận rằng ăn thịt động vật sẽ ngon hơn là ăn những lá cây như ngày xưa. Và rồi tôi ăn sạch sẽ những kẻ thù nào muốn chống đối lại tôi. Dần dần, tôi từ một con hươu cao cổ ăn lá cây hiền lành đã biến thành một con quái vật xé xác ăn thịt động vật tàn nhẫn lúc nào không hay. Ngon quá, thật không ngờ thịt của động vật lại ngon đến như thế. Trước đây ta chưa bao giờ được nếm qua. Được lắm, vậy thì kể từ nay ta sẽ xé xác bất cứ sinh vật nào mà ta nhìn thấy trên đường đi của ta. Có mùi thịt. Đặt kia, những thứ khủng long to lớn kia thật là ngon. Ta sẽ ăn sạch bọn chúng. Cái gì vậy? Bọn người ta có quái vật, bắt cóc con nít dễ sợ ba già. Cầm mồm cho tao. Tao không có làm những cái điều xấu xa đó, mà tao chỉ ăn thịt chúng mày thôi. Vào miệng tao hết đi. Ngon quá, thật là đã. Này, chú quái vật bẩn thỉu, hãy dừng tay lại. Hả? Là một vật thể bay à? Sao trông quen quá vậy? Cái gì thế này? Xuất hiện một đám quái thú kỳ gì? Hay lắm. Ta nhận ra các ngươi. Có phải các ngươi tới đây muốn kiếm thức ăn phải không? Được rồi, để ta trả ơn các ngươi. Ta sẽ cho các ngươi thật nhiều thịt. Cầm mồm đi quái vật hưu kia. Tại sao? Ta năn nỉ các ông đội của ta ban cho ngươi sức mạnh trở thành một quái vật. Nhưng ngươi lại làm những hành động độc ác thế này. Hả? Là ngươi à quái vật thỏ? Ngươi đừng nghĩ ngươi giúp đỡ ta thì ngươi lên giọng nha. Lũ sinh vật ở thế gian này ăn thịt lẫn nhau thì có gì sai? Lúc ta là động vật ăn cỏ bọn chúng chi xác ta, thì bây giờ ta mạnh mẽ hơn, dữ tợn hơn, ta có quyền xé xác bọn chúng. Ngươi càng nói ngươi càng sai. Vậy được, để bọn ta lấy lại cái sức mạnh quái vật này, biến ngươi thành một con hươu bình thường trở lại. Chết tiệt, các ngươi dám đối xử với ta như vậy à? Được lắm, ta sẽ không nhân nhượng coi trọng các ngươi nữa đâu. Ta sẽ xé xác ăn thịt luôn các ngươi. Chết tiệt, đến giờ phút này ngươi còn không biết hối tội à, quái vật hươu cao cổ? Ta không có tội. Gì thế này, sao ta biến thành một con hươu bình thường rồi? Không. Người có phước mà không biết hưởng. Bây giờ bọn ta sẽ trả lại hình dạng ban đầu cho ngươi, để ngươi trải nghiệm những ngày sống bình thường của mình là như thế nào. Tôi biết sai rồi. Làm ơn hãy giết tôi luôn đi. Tôi không muốn sống là một con hươu ăn cỏ bình thường bị loài khác chi giết đâu. Được rồi, quái vật thỏ, xử lý con hươu này như thế nào do cậu quyết định. Quái vật thỏ, tôi tội lỗi chồng chất. Hãy nhanh lên, hãy kết thúc mạng sống của tôi đi. Gì thế này? Cậu đã làm gì cơ thể tôi? Thưa thủ lĩnh, con hươu cao cổ này tuy nông nổi nhưng bản chất hiền lành và rất tốt bụng. Hãy cho nó một cơ hội, hãy cho nó trở thành quái vật hưu Zunomaly thành viên của chúng ta để khắc phục lỗi lầm. Một lần nữa, quái vật thỏ đã giúp đỡ cứu sống tôi. Cậu ấy đã biến đổi tôi thành một quái vật hưu Zunomaly thành viên mới của bọn họ. Tôi được giao nhiệm vụ đó chính là đánh đuổi những thứ quái vật từ dưới biển di chuyển lên để bắt những sinh vật vô tội ở trên cạn. Tôi đã trải qua hàng trăm cuộc chiến, giết chết hàng ngàn kẻ xấu xa. Điển hình nhất là một cuộc chiến chống lại lũ hải tặc đã bị nguyền rủa. Bọn chúng là những tên con người chuyên đi săn bắt dưới biển, nhưng không may chết đi rồi bị phù thủy nguyền rủa trở thành những bộ xương sọ để tiếp tục cướp bóc. Lần này bọn chúng tràn lên bờ là để tìm kiếm thức ăn, giết hàng loạt động vật. Không thể nào đứng nhìn, tôi nhanh chóng nhận nhiệm vụ và đi diệt trừ bọn chúng. Mẹ kiếp,
Thứ quái quỷ gớm ghiếc gì dám cản bước chân của hải tặc nguyên rủa bọn ta? Thuộc hạ đâu? Tiến lên xe xác nó đi. Để khắc phục lỗi lầm năm xưa, tôi cố gắng chiến đấu hết mình. Dù có mất tính mạng này, tôi vẫn bảo vệ muôn loài trên cạn này. Và cuối cùng lũ hải tặc xấu xa bị nguyền rủa cũng đã tiêu diệt sạch. Tôi lại tiếp tục lên đường và thực hiện hành trình bảo vệ những sinh vật ở nơi khác.